Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Men's Bay. Thì về thời trang á anh em, lẫn cả người gầy, lẫn cả người gọi là hơi thừa cân một tí đều chắc hẳn á, là gặp rất là nhiều khó khăn trong việc làm thế nào để phối trang phục để có thể vừa tôn dáng vừa che khuyết điểm bản thân, đúng không? Vì vậy hôm nay ở channel Men's Bay này, tôi sẽ chỉ ra cho anh em những tip mặc đồ để có thể đẹp trai hơn dành cho anh em nào gầy nha. Theo tôi nào. Tip đầu tiên, cái này là tip quan trọng nhất cho những anh em nào gầy, đó chính là hãy áp dụng sự thần kỳ của layers. Nếu anh em nào chưa biết á, thì layers là việc anh em khoác nhiều cái lớp áo lên cùng một cái body. Nó sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác là anh em có một cái bề dày nhiều hơn. Thì nếu như anh em nào ở đây đang gầy á, nghĩa là người khá là mỏng, thì đúng theo tâm lý là gì? Là anh em phải chọn những cái trang phục hoặc phối hợp những trang phục làm cho anh em có vẻ là người bự hơn. Thì anh em nên layers một cái chiếc áo thun bên trong và những cái chiếc áo khoác, ví dụ như là áo khoác bombers, áo jeans, áo da. Vì khi mà anh em mặc vào như vậy á, thì người khác sẽ nhìn anh em có vẻ là to lớn hơn. Và một trong những cái điểm lợi hại nhất, gọi là một cái ưu điểm của những em nào gầy á, khi layers không phải lo lắng là anh em quá thùng thình như một cái ông người tuyết, như là mấy anh em nào mà gọi là hơi thừa cân một chút phải lo lắng nha. Nên anh em hãy layers cho tôi. Ok, tip thứ hai, cái tip này nó thiên về mặt tâm lý học nhiều hơn, đó chính là anh em nên kiểm tra cái tay áo của mình. Đừng để tay áo của anh em rộng hơn cái cánh tay của anh em. Là sao? Đó là một cái tâm lý học của con người khi mà nhìn một cái người khác. Đó là khi cái tay của họ mà có một cái tay áo nó có vẻ rộng hơn cái tay thật á, thì cái ảo ảnh của người khác nhìn vào thì sẽ thấy cái tay của anh em nó nhỏ hơn. Cho nên anh em hãy nhớ, đừng để cánh tay áo của anh em có một chút vải thừa nào hết, mà hãy để nó ôm vào tay của anh em. Thì cái ảo ảnh nó sẽ làm cho tay của anh em nó sẽ trở nên bự hơn, to hơn. Anh em nếu để ý á, thấy những cái anh em nào mà tập gym á, thường rất là hay mặc những cái chiếc áo mà có cánh tay ôm vào. Đó là để tôn dáng, đó là để làm cho cánh tay người ta bự hơn. Nên anh em nào gầy hãy áp dụng, đó chính là đừng bao giờ để cánh tay áo của anh em có vải thừa nha. Tip thứ ba, đó là anh em hãy biết tận dụng và chơi đùa với màu sắc. Thì nếu như anh em nào người gầy á, thì hãy nên chọn những cái trang phục có những cái màu nó trung tính và nhẹ, như là màu trắng, màu xám lông chuột và màu be. Vì những cái màu này khi mà anh em mặc lên người sẽ làm cho anh em bự hơn, to hơn. Đó là một cái thủ thuật về tâm lý, đó là cái màu sắc của trang phục anh em sẽ làm cho người đối diện nhìn vào cơ thể của anh em to hay nhỏ. Nếu anh em thấy á, những cái anh nào mà có vẻ người hơi bự một tí, hơi thừa cân một tí á, sẽ chọn những cái trang phục như là màu đen và màu xanh navy. Vì những cái trang phục này khi bận vô sẽ làm cho người họ trở nên nhỏ hơn. Nên nếu anh em là người gầy thì hãy chọn những trang phục như tôi đã nói là màu trung tính và màu nhẹ. Và hãy nhớ tránh xa những trang phục có màu đen và xanh navy nha. Nó sẽ làm cho anh em nhỏ hơn nữa đó. Tip thứ tư, đó là hãy biết tận dụng những cái accessories, hay gọi là những cái phụ kiện đàn ông cho nam. Phụ kiện á, thì nó rất là quan trọng và không thể nào thiếu được cho đàn ông. Nhưng nếu anh em đang gầy ở đây á, thì hãy nhớ tránh những cái phụ kiện quá lớn và quá rườm rà. Hãy tránh mang những cái đồng hồ có cái mặt bảng quá lớn. Hãy tránh mang những cái vòng tay chuyền nhìn nó quá rằn ri. Hãy tránh mang những cái nhẫn quá lớn và tránh mang những cái dây chuyền bảng bự. Vì sao? Đó là vì tâm lý học. Khi mà người anh em nhỏ và mang một cái trang sức nó cồng kềnh và nó bự, thì cái trang sức đó sẽ làm tương phản với cái sự nhỏ nhắn của anh em và tô đậm lên cái sự gầy của anh em nữa. Thay vào đó, anh em nên chọn những cái phụ kiện nào đơn giản. Có thể là một chiếc đồng hồ nhỏ thôi, có thể là một cái dây chuyền đơn giản và một cái nhẫn không cần phải quá bự. Vì những cái phụ kiện đó nó sẽ trung hòa với lại cái body nhỏ nhắn của anh em, làm cho người khác không phải nhìn anh em và gọi là quá nhỏ bé và mang một cái thứ quá lớn. Anh em nhớ nha, hãy biết chọn lựa những cái phụ kiện đúng đắn cho cơ thể của mình. Tip thứ năm cũng là tip cuối cùng cho anh em nào người hơi gầy, đó là hãy biết lựa chọn loại quần áo thích hợp. Thì nếu như anh em nào đang người gầy á, thì chắc hẳn là cái phần vai của anh em sẽ thiếu
cái độ bự, độ ngang và độ dài của cái vai. Vì vậy anh em nên chọn những cái loại áo khoác sẽ làm dày vai và sẽ làm vai của anh em có vẻ là vuông hơn. Vì nếu như anh em lựa chọn đúng loại trang phục á, anh em chắc chắn sẽ đạt được cái thân hình mà anh em mong muốn. Vậy thì những cái loại áo khoác nào mà anh em nên lựa chọn để có thể làm cho phần vai của anh em trông có vẻ dày hơn? Đầu tiên đó là áo blazer. Thứ hai đó chính là áo khoác da. Anh em nên để ý và chú trọng vào phần vai áo, đó là những cái nơi quan trọng để làm cho người anh em nó tỏ ra có cái chiều ngang hơn. Và về quần thì sao? Anh em nào ở đây á mà có vẻ hơi gầy á, chắc hẳn cái chân của anh em sẽ là một cái chân gà. Tôi hiểu chuyện đó tại vì tôi cũng là một cái chân khá nhỏ. Vì vậy anh em nên tránh mặc những cái loại quần jean gọi là skinny fit, nó sẽ làm cho cái chân của anh em nó lại nhỏ hơn nữa. Mà thay vào đó anh em nên chọn những loại quần jean slim fit thôi. Đó là những chiếc quần jean nó không quá ôm nhưng cũng không quá thùng thình. Nó là một cái độ ôm vừa phải, lẫn về chiều ngang lẫn chiều dọc, sẽ làm tôn dáng cái chiều cao của anh em lên hơn nữa nha. Vì vậy anh em hãy nhớ tip cuối cùng, đó chính là hãy biết lựa chọn loại trang phục thích hợp dành cho riêng anh em đó. Ok, đó là 5 tip để có thể mặc đẹp dành cho những anh em nào gầy. Nếu như anh em thấy thích những gì tôi vừa nói và thấy nó có giúp ích cho anh em á, thì hãy ủng hộ lại channel Manspace bằng cách để lại một like, một comment khen cũng được, chê cũng được, và một cái nút subscribe, bấm thêm cái chuông. Nếu như anh em nào có một cái người bạn họ còn đang gầy và anh em muốn giúp họ mặc đẹp hơn thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ clip của tôi tới với họ nha, vì tôi tin chắc rằng họ đang rất cần điều này đó. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau đến từ channel Manspace nha. Cảm ơn anh em nhiều.